Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị sẽ có những phút giây trải nghiệm thật tuyệt vời cùng chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được những tin tức mới nhất, nóng nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống xung quanh chúng ta có biết bao nhiêu điều kỳ diệu, những câu chuyện thú vị và bí ẩn mà chúng ta chưa thể nào khám phá hết được. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Chuyện lạ có thật hôm nay để cùng chúng tôi khám phá những thú vị ấy nhé. Đám cưới một chú rể hai cô dâu khiến dân mạng choáng váng và sự thật ngỡ ngàng phía sau. Một đám cưới đặc biệt vừa diễn ra ở Indonesia khiến dân mạng vô cùng thán phục. Người đàn ông cưới vợ cả và vợ hai cùng một lúc nhưng vẫn suôn sẻ và thuận lợi. Ngày 10 tháng 7 vừa qua, một người phụ nữ có tên là Samira ở Indonesia đăng tải bộ ảnh cưới có 102 lên Facebook cá nhân kèm dòng chú thích: "Tôi là người vợ cả của chồng và bây giờ anh ấy kết hôn với người vợ thứ hai." Trong ngày, Samira diện váy trắng cô dâu, cười nói vui vẻ với chú rể. Nhưng điều đáng nói, đứng bên cạnh chú rể xuất hiện cô dâu thứ hai, Rama Rapki, diện trang phục tương tự như cô dâu Samira. Samira còn gắn thẻ ảnh chồng mình và cô dâu Rama Rapski rồi chúc họ hạnh phúc viên mãn bên nhau. Samira tiết lộ rằng cô và chồng là anh Jerry Gooday kết hôn và chung sống hòa thuận. Để khi anh Jerry ngỏ ý muốn lấy vợ hai, thay vì ghen tuông hay bực bội, cô lập tức ủng hộ chồng, thậm chí muốn tổ chức đám cưới chung. Theo thông tin trên trang Tribune News, một đám cưới suôn sẻ, thuận lợi đã diễn ra với khá nhiều quan khách đến dự. Trong đám cưới, cả ba người, một chú rể và hai cô dâu, nở nụ cười hạnh phúc trong một khung cảnh lãng mạn. Bức ảnh cưới thu hút sự chú ý của dân mạng, tất cả đều choáng váng trước sự vĩ đại của Samira khi đồng ý cho chồng cưới vợ hai. Nhiều người chúc phúc cho gia đình ba người của cô Samira hạnh phúc, nhưng cũng có người phản đối gay gắt, nói rằng họ khó có thể chấp nhận chuyện chia sẻ chồng với bất cứ người phụ nữ nào khác. "Cô dâu thực quá hào phóng, tôi không thể nào chịu được cảnh chung chồng, cho dù lý do lấy vợ hai là gì đi nữa," một dân mạng bình luận. Chế độ đa thê tồn tại rất lâu tại một số khu vực ở Indonesia. Theo luật hôn nhân của Indonesia, đàn ông được phép lấy nhiều vợ trong một số điều kiện tôn giáo và văn hóa vùng biển nhất định. Ngày nay, chế độ trở nên phổ biến nhờ sự phát triển của các ứng dụng hẹn hò, giúp đàn ông dễ dàng tìm được người vợ thứ hai. Kỳ lạ chuyện đám cưới của cặp nam chuyển thành nữ, nữ thành nam. Quý vị và các bạn thân mến, qua bao nhiêu khó khăn, Minh Khang, Minh Anh đã đến được với nhau. Như vậy, cửa ải đầu tiên khi Minh Khang từ một cô gái trở thành con trai và Minh Anh từ một cậu con trai trở thành con gái đã được gia đình chấp thuận. Đôi bạn trẻ đã vượt qua được, nhưng duyên số nào khiến họ gặp nhau, yêu nhau và quyết định tiến tới hôn nhân? Trước đó, Minh Khang từng trải qua mối tình 6 năm với một người bạn gái hơn mình 4 tuổi. Em và bạn gái rất yêu nhau và từng ước mơ xây dựng cuộc sống sau này. Nhưng cuối cùng bạn gái em không vượt qua được áp lực dư luận và gia đình, nên tụi em đã chia tay. Hiện cô ấy đã trở về cuộc sống của mình và có gia đình với người đàn ông thực thụ, Khang kể. Còn Minh Anh trong suốt quá trình học phổ thông chỉ biết sách vở và mặc cảm với những ánh mắt soi mói từ dư luận. Cô chưa dám nghĩ đến chuyện tình cảm. Khoảng giữa năm 2017, Minh Anh từ Cần Thơ lén gia đình qua Đồng Tháp tham dự cuộc thi hoa khôi chuyển giới do cộng đồng LGBT ở thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, và Minh Khang cũng là nhân vật có mặt trong cuộc thi đó. Tiếng sét ái tình đã đánh trúng đôi bạn trẻ này, họ cảm mến ngay từ lần đầu gặp gỡ. Ấn tượng Minh Anh để lại trong lòng Khang đó là một cô gái với dáng người mỏng manh, khuôn mặt thanh tú, chiếc răng khểnh duyên dáng và nụ cười tỏa nắng. Những tin nhắn, những cuộc trò chuyện qua điện thoại nhanh chóng được kết nối và tình yêu đã nảy nở. Chỉ sau hơn 2 tháng yêu đương, đôi bạn trẻ quyết định tiến tới hôn nhân. Hôm đó Khang nhắn tin cho bạn gái mình với nội dung: "Anh không muốn em là bạn gái của anh nữa, anh muốn em là một nửa cuộc đời anh." Minh Anh nhắn lại với em là: "Thôi anh ngủ đi, mai còn đi làm." Rồi cô ấy tắt máy mất tích luôn 2 ngày, Khang cười kể lại. Minh Anh đọc tin nhắn cầu hôn của bạn trai với tâm trạng hoang mang bần loạn. Cô quá choáng ngợp trước tình cảm mà bạn trai dành cho mình. Nhưng vấn đề nan giải là làm sao thông báo tin này đến gia đình hai bên và thuyết phục cha mẹ hai bên đồng ý. Bữa đó đi học về, Minh Anh ngồi bắt chuyện với tôi, nói có chuyện này muốn nói cho mẹ nghe, rồi nó khoe: "Con có bạn trai rồi." Tôi khựng lại một lát, vừa mừng vừa lo. Mừng là nếu có người yêu thương con mình trong hoàn cảnh nó như vậy, còn lo thì đủ thứ phải lo, rằng liệu người ta có thật lòng với con mình không, bảo anh kể.
Rồi hai mẹ con nhỏ to tâm sự. Mấy ngày sau, Minh Anh đưa số điện thoại của mẹ mình cho Khang gọi hỏi thăm. Sao tự nhiên tôi nghe giọng nó là thấy thương liền. Nhưng tôi không hề biết nó lúc trước nó là con gái. Mãi đến sau này tôi mới biết sự thật, Bảo Anh kể tiếp. Còn về phần Khang, cậu trai trẻ này hết sức can đảm thưa chuyện với cha sau nhiều năm không trò chuyện. Khang nói thật với cha, mình là Minh Anh, là cô gái chuyển giới. Cha em nói, mày đã chuyển giới thành con trai, vậy sao không tìm một đứa con gái thực sự mà yêu, lại đi tìm một đứa con trai chuyển giới thành con gái? Vậy có phải là loạn không? Rồi cha em nhất quyết không đi gặp gia đình Minh Anh, Khang kể. Nhưng Khang cường quyết thuyết phục cha đi gặp Minh Anh và gia đình cô một lần. Khang hứa với cha nếu gặp Minh Anh mà không vừa lòng thì từ nay cậu sẽ sống và làm theo ý của cha mẹ. Cha mẹ nói thường thấy những con gái chuyển giới nhìn không tốt, ăn mặc hở hang, nói chung là không được. Nhưng rồi em nhờ mẹ thuyết phục được cha qua gặp gia đình Minh Anh một lần. Khang nhớ lại. Hôm đó, cha mẹ Khang từ Đồng Tháp qua Cần Thơ để gặp gia đình Minh Anh. Khi đang trong cuộc trò chuyện thì Minh Anh đi học về. Dù cô bước vào nhà đã chào hỏi người lớn, nhưng cha của Khang không hề nhận ra đó là con dâu tương lai của mình. Cha em hỏi là chừng nào Minh Anh mới đi học về. Mẹ Minh Anh lúc đó mới cười nói là nó đã về rồi đó và thay quần áo xong sẽ ra chào hỏi. Lúc Minh Anh bước ra, cha mẹ em ngạc nhiên lắm, không thể ngờ người vừa bước vào lúc này là cô thiếu nữ Minh Anh. Khang vui vẻ kể lại. Từ cuộc gặp gỡ hai bên gia đình, cuối tháng 11 năm 2017, hôn lễ có 102 từ trước đến nay của Minh Anh Minh Khang đã được tổ chức trong niềm vui của gia đình và bạn bè. Em đã đủ lớn để biết mình mong muốn gì và đang làm gì. Em sẽ chịu trách nhiệm về cuộc đời em cũng như chịu trách nhiệm chăm sóc cho vợ của mình. Cưới xong vợ em vẫn đến trường để hoàn thành việc học của mình, chú rể chia sẻ. Hiện Khang đã dọn qua Cần Thơ, sống cùng để được gần vợ. Cuối tuần Khang lại chạy về Đồng Tháp để tiếp tục công việc làm thợ kim hoàn của mình. Đôi bạn trẻ được gia đình hai bên thương yêu, lo lắng nên họ tự tin đủ sức mạnh để vượt qua những khó khăn trước mắt. Đôi vợ chồng trẻ cũng có dự định sau khi Minh Anh học xong cả hai sẽ sang Thái để tiến hành phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Hiện trên giấy tờ cá nhân của cả hai vẫn thể hiện giới tính sinh học, nghĩa là Khang vẫn là con gái và Minh Anh vẫn là con trai. Sau khi hoàn tất quá trình chuyển giới, họ sẽ làm lại giấy tờ và có thể đăng ký kết hôn theo đúng vai trò Khang là chồng, Minh Anh là vợ. Tụi em cũng có thể đăng ký kết hôn mà không trở qua Thái, nhưng trên giấy phải ghi em là vợ và vợ em là chồng. Muốn vậy cũng phải chờ thêm 2 năm nữa, vợ em đủ 20 tuổi thì đăng ký kết hôn. Khang giải thích, hiện nay sau khi đám cưới với Minh Khang, Minh Anh tiếp tục quay lại việc học và chờ thời điểm thích hợp sẽ cùng nhau thực hiện ước mơ sống thật với giới tính của mình. Đôi vợ chồng trẻ mơ ước sau này sẽ mở quán trà sữa để kinh doanh. Nơi đây cũng sẽ là chỗ để các bạn trong cộng đồng LGBT gặp gỡ chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống. Và đôi vợ chồng trẻ cũng mong muốn quán trà sữa này sẽ là nơi mọi người được sống thật với mình. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nếu thấy video hay thì hãy like, share và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để nhận được những tin tức mới nhất, thú vị nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong các bản tin tiếp theo.